Chào các bạn, các bạn đang theo dõi kênh youtube Rừng Trúc Và sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Thiền tập cho người bận rộn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh Trước khi đi vào giới thiệu sơ lược và diệu dụng của cuốn sách này thì tôi xin chia sẻ cái góc nhìn và cái hiểu biết của tôi về khái niệm căn bản đó là thiền. Cuối cùng để làm gì và có ích gì cho cuộc sống của chúng ta? Trong tất cả các lĩnh vực tôi nghĩ lĩnh vực nào cũng như nhau thôi. Thì đặc biệt trong Phật pháp trước khi bạn tiếp cận đọc, nghe xem một vấn đề gì chúng ta nên tự đặt câu hỏi rằng là ừ cái vấn đề đó cái việc đó có ích gì cho cuộc sống của chúng ta đừng mơ mộng viển vông và cũng đừng nghe theo bất kỳ ai nói rằng là dẫn các bạn đến rằng là đi theo phật pháp thì sẽ giúp cho chúng ta thành quả này quả kia thành Phật, thành Bồ Tát cứu thế, thành đấng thánh này thánh nọ để người khác phải kính sùng, phải kính trọng sùng bái mình. Nếu mà bạn được dẫn dắt và được mời gọi như vậy thì hãy lập tức rời bỏ, từ chối và tìm về cuộc sống thực của mình. Mình cứ lần ngược trở lại mà xem lịch sử đức phật thích ca đắc đạo đạt toàn giác sau đó ngài làm gì sau đó ngài đi độ cho những người trong cuộc sống ngài lập tăng đoàn ngài để lại những lời dạy cũng để học trò của ngài những điều ngài chia sẻ được truyền dạy cho những người sau để những người đời sau những người xung quanh bớt khổ và dứt khổ cho nên nhìn đức phật là một nhà giáo dục không hề có gì là sai cả tất nhiên những bậc vĩ nhân trong quá khứ không chỉ đức phật qua thời gian chúng ta kính ngưỡng chúng ta tôn thờ chúng ta sùng bái và chúng ta lệ lại bày tỏ tôn kính và học hướng theo họ là điều đương nhiên, không chỉ riêng Đức Phật. Nhưng nếu mà ai dẫn dụ, dẫn chúng ta rằng rồi chúng ta sẽ được này được nọ, khiến người ta, khiến cho người khác phải quỳ phục trước mình, thì đấy là cái sự sai lầm lớn nhất, nguy hại nhất, nguy hiểm nhất trên con đường đi theo Phật pháp. Nó sẽ làm cho cái tôi, cái ngã mạn của chúng ta làm cho chúng ta mê lầm và cuối cùng chúng ta xa rời cuộc sống. Chúng ta thấy chỉ có mình và cái cách mình học, cái điều mình học là nhất và tất cả những gì gì trong cuộc sống, những cái muôn màu muôn vẻ cuộc sống. Chúng ta coi thường chúng ta xa rời từ đó tâm của chúng ta lời nói của chúng ta hành động của chúng ta ngày càng lệch lạc và không chỉ không có ích lợi gì cho cuộc sống của cá nhân và của những người xung quanh mà thậm chí còn gây hại trở lại với câu hỏi là thiền để làm gì bạn hãy ngẫm xem nếu học thiền thiền tập mà để giống một ai đó chẳng hạn ngồi như một khúc ngồi như một pho tượng ngồi như một khúc cổ và hoàn toàn không để gì lay động vào mình trông có vẻ thì rất uy nghi nhưng điều đó cũng không có ích gì trong cuộc sống của chúng ta cả một người có thể gọi là nhập định không để điều gì ảnh hưởng đến mình thì chỉ có cái thời điểm đó cái thời điểm mà họ nhập định như vậy thì không bị ảnh hưởng mà không cái gì ảnh hưởng được đến họ nhưng còn cuộc sống bình thường thì sao cho bản thân cho cá nhân thì ok nhưng cuộc sống bình thường thì sao khi ra đời khi quay trở lại cuộc sống, tiếp xúc với những người thân xung quanh vẫn đầy rẫy những điều mà chắc chắn sẽ xảy ra va chạm, lại nổi sân, lại nổi si, lại nổi tham và với bạn bè, đồng nghiệp, cộng đồng cũng sẽ luôn luôn là như vậy, luôn 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 có những việc mà gọi là trái ý, bất như ý nó xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Vậy thì thiền tập nó phải có ý nghĩa gì đó thì như thiền sư thích nhân hạnh mới khuyến chúng ta tập chứ đúng không? Và muôn vàn muôn vàn những vị thiền sư hiện tại, quá khứ và rồi vị lai nữa họ đều cố gắng giúp cho chúng ta thấy được cái lợi ích thực sự chân chính và cái giá trị của việc rèn luyện tập lợi ích và giá trị trong cuộc sống thường ngày. Vậy thì giá trị và lợi ích của nó là gì? Bạn hãy mở cuốn sách này và đọc. Chiêm nghiệm nó thì bạn sẽ rõ. Tôi lấy một ví dụ, lúc nãy tôi đã xem đây trong cuốn sách này. Cuốn sách này không dạy bạn cách ngồi theo kiểu ngồi như một pho tượng, rồi tách rời khỏi cuộc sống đâu. Cuốn sách này dạy chúng ta này. Đây, bạn xem qua một lượt. Một lượt đó rồi. mục lục. mục lục. Không cần mục lục. Ở đây là có một chương, một chương gọi là hiểu và thương. Có một phép tu gọi là từ bi quán có công năng đem lại cho nhiều bạn đem lại cho bạn nhiều thành thơi và hạnh phúc từ có nghĩa là đem lại hạnh phúc cho người bi có nghĩa là làm cho người bớt khổ tạm dừng ở đây có một điều thực sự là ai cũng có thể trải nghiệm được chứng nghiệm được chỉ khi bạn vui và bạn hạnh phúc thì bạn mới có thể chia sẻ đem lại niềm vui hạnh phúc, phúc cho người khác cũng giống như bất kỳ một cái kỹ năng hay, hay nghề nghiệp gì khi bạn giỏi thì bạn mới dạy được cho người khác đúng không khi bạn tự tin thì bạn mới giúp người khác tự tin khi bạn vững tâm mới giúp được cho người khác vững tâm tương tự bạn có nhiều hạnh phúc ở ừ. tự tâm nội tâm mạnh mẽ thì bạn mới giúp cho được người khác tương tự như vậy bi có nghĩa làm cho người bớt khổ vậy thì bạn phải là người trải qua những khổ đau trong nội tâm hoặc ngoài thân thể trải qua rồi biết cách vượt qua rồi thì bạn mới biết cách làm cho người khác cũng bớt khổ được nó rất là thực tế đúng không ạ vậy thì niềm vui chúng ta sẽ gặp rất nhiều người chia sẻ niềm vui cho người khác nhưng cái gọi là bi giúp cho người khác bớt khổ thực sự không phải dễ dàng thiền sư viết chìa khóa để mở cánh cửa của từ bi là khả năng hiểu biết của mình về chính những khổ đau và khó khăn của mình bạn thấy không? cũng như về những khổ đau và khó khăn của người khác thấy và hiểu được những khổ đau và khó khăn của mình thì bạn có thể dễ dàng thấy và hiểu được những khổ đau của người khác thế thì thiền là gì thiền theo kinh nghiệm và hiểu biết của tôi rất đơn giản nó như thế này hiền là chúng ta tập để cho tâm trí của chúng ta đang sao động đang lo nghĩ đang lo toan về rất nhiều thứ trong cuộc sống chúng ta thu về và quan sát tâm của mình quan sát suy nghĩ của mình quan sát ý nghĩ từ trong sâu thẳm của mình rồi quan sát những từng cái hành động nhỏ trên thân thể của mình ví dụ như là tôi vung tay tôi biết tôi đang vung tay. Tôi đang nói đây, tôi đang nói với bạn đây, tôi biết tôi đang nói với bạn đây. Động động cơ động lực của tôi khi đang nói với bạn là gì? Tôi biết rất rõ. Đó, tất cả khi chúng ta trở về trung thực với chính mình, biết rõ mọi điều về suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Ban đầu thì chúng ta sẽ tập trung tạm gọi là tập trung và nhận biết những điều đó trong thời gian ngắn thôi ví dụ chúng ta biết là chúng ta đây chúng ta biết là chúng ta đang ngồi bạn nghe tôi nói bạn nghe tôi nói rồi có một âm thanh nào đó chen ngang một tiếng gọi nào đó chen ngang bạn chẳng hạn bạn biết rồi bạn trở lại nghe vân vân khoảng thời gian ban đầu có thể nó ít sau đó chúng ta bị phân tán sau đó chúng ta lại nghĩ miên man đến những việc khác ngoài cái đang không không phải là cái mà đang xảy ra trước mặt đang xảy ra thực tế với chúng ta chúng ta lại để suy nghĩ viển vông đi nơi này để suy nghĩ bám với sự lo lắng ở nơi kia vân vân thì khi đó chúng ta thất niệm chúng ta rèn luyện đưa cái suy nghĩ của chúng ta về với cái thực tại đang tồn tại đang là đang diễn ra với chúng ta thì đấy chính là thiền và khi chúng ta rèn luyện như vậy dần dần với mọi diễn biến khổ đau hay hạnh phúc trong tâm của mình chúng ta nhận diện được nhiều hơn nhiều hơn nhiều hơn thì chúng ta có năng lực soi tỏ những cái nỗi khổ niềm đau trong tâm của chúng ta trong thân thể của chúng ta và khi chúng ta soi tỏ rồi thì có một điều rất kỳ diệu rằng những nỗi khổ niềm đau đó dần dần tan biến thực sự bản chất của những nỗi khổ niềm đau nó cũng là vô thường nó sinh nó tăng trưởng nó lên đỉnh rồi nó giảm dần rồi nó suy yếu rồi nó tan biến thành trụ ngoại diệt tất cả không ngoài quy luật này kể cả những diễn biến trong tâm trí của chúng ta dần dần chúng ta có đủ năng lực và sáng suốt gọi là sự tỉnh thức đó đối diện với mọi cái điều diễn xảy ra trong thân và trong tâm của chúng ta đó là diệu dụng của thiền chứ không phải cứ ngồi nhắm mắt như một pho tượng đấy không phải là cái mục đích của thiền mục đích cuối cùng của thiền đó chính là điều mà cuốn sách này sẽ chỉ cho chúng ta thiền sẽ giúp cho chúng ta tránh niệm tránh niệm chính là cái cách mà tôi vừa chia sẻ với bạn luôn luôn rõ biết về suy nghĩ lời nói hành động của mình chúng ta ban đầu rõ biết ít dần dần rõ biết nhiều hơn ban đầu chúng ta dễ sao nhãng dần dần chúng ta giữ cái sự rõ biết đấy thường xuyên hơn lâu hơn tiếp tục tiếp tục như thế thì cái năng lực rõ biết chính mình nó sẽ hùng mạnh và khi đấy bạn cũng sẽ rõ biết về người khác hiểu chính là hiểu mình và hiểu người ở góc độ như vậy và khi hiểu rồi thì chúng ta mới thương được chẳng hạn một cuộc cãi vã nổ ra giữa hai vợ chồng gia đình tôi vẫn thế vẫn có những cuộc cãi vã tranh luận nhưng tôi đã khá hơn rất là nhiều ở góc độ là biết à mình đang cãi vã và tranh luận nếu tiếp tục như vậy sẽ có thể xuất phát ra những câu nói gây đổ vỡ thì tốt nhất là phải chuyển cái tình cảnh đó lại kiềm chế lại và nếu khó kiềm chế thì phải rời khỏi cái hoàn cảnh đó và hiểu rõ rệt rằng những cái cảm xúc bức xúc lúc đó nó sẽ tan biến vì quy luật vô thường rồi mọi chuyện sẽ trở lại như cũ chỉ cần chúng ta biết và tránh những cái lời nói hành động gây đổ vỡ thì khi mọi chuyện nó lắng lại chúng ta có thể hàn gắn được và chỉ làm được như vậy khi chúng ta hiểu hiểu rằng là gì nếu hiểu rằng là những sự mâu thuẫn cãi vã tranh luận đó mình thấy khổ tâm thì người ta cũng thấy khổ tâm mình có thể cảm thấy oan ức nhưng người ta cũng có những cái nỗi ẩn ức ở trong lòng cho nên người ta mới đối xử với mình như vậy rồi hiểu rằng tất cả những mọi sự khó chịu cổ đau bất công vân vân xảy đến với mình đều có nhân của mình hết vì có luật nhân quả không thể nào sai khác đấy là sự hiểu và khi chúng ta hiểu rằng mọi sự xảy đến với ta là có là có nhân do chính ta đã từng tạo ra thì chúng ta sẽ giảm bớt hoặc triệt tiêu cái sự trách móc đi rất là nhiều rất nhiều yếu tố hiểu biết như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát được cảm xúc làm chủ được cảm xúc suy nghĩ của mình ngày càng ngày càng tốt hơn và sẽ đến lúc chúng ta sẽ dễ dàng và nhanh chóng hơn chuyển hóa những điều những cái cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực thành những điều tích cực, có lợi cho mình và cho người. Chuyển hóa một cách triệt để và gốc rễ, chứ không phải là chỉ là giả vờ, chỉ là cố gắng lên gân từ tích cực, à từ tiêu cực thành tích cực. Đó, đấy là diệu dụng của thiền tập. Tôi rất là hy vọng bạn có điều kiện tiếp xúc với quyển sách này. Và đây là clip giới thiệu mời bạn khuyến bạn mua sách qua kênh của chúng tôi nếu bạn có điều kiện hãy mua sách ủng hộ kênh của chúng tôi xin trân trọng cảm ơn